xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến đối với ngày hôm nay thì trong đầu tuần này chúng ta có một cái nhịp tăng tương đối mạnh trên trạc đồ thị của bitcoin và khiến cho cũng khá là nhiều người bất ngờ đúng không ạ và cũng rằng rất là nhiều người lạc quan nghĩ rằng là bitcoin đang chuẩn bị quay trở lại cái xu hướng tăng tuy nhiên thì ở trên trạc đồ thị hiện tại thì mình đang thấy xuất hiện một số những cái tín hiệu mà chúng ta đặc biệt là sẽ cần phải chú ý vậy thì tín hiệu đó là gì thì các bạn hãy xem đến hết video để có thể có được những cái thông tin và cùng với đó thì mình cũng sẽ update cho mọi người một số những cái thông tin on trend đáng chú ý khác à, như thường lệ thì trước khi đến với nội dung chính của video để với những các bạn mà các bạn đang giao dịch an coin hoặc là các bạn đang giao dịch future và margin mà các bạn cảm thấy cần cái sự hỗ trợ từ mình thì các bạn có thể tham khảo nhóm telegram của kênh thì mình có một nhóm telegram chuyên sâu về tín hiệu như là về phân tích thuật thì nếu như các bạn cảm thấy phù hợp các bạn có thể để lại thông tin của các bạn ở cái phần form đăng ký ở bên dưới phần mô tả của video và sau đó sẽ có admin liên hệ và add các bạn vào trong nhóm này Ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với một số những thông tin on chain Thì cái dữ liệu đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho mọi người có tên là chỉ số URPD Thì cái chỉ số này được dùng để mà theo dõi giá của Bitcoin được giao dịch lần cuối ở trên chuỗi Và từ cái dữ liệu này thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là cái tình trạng lãi lỗ của các nhà đầu tư ở trên thị trường là như thế nào Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ở cái thời điểm hiện tại thì con có thể thấy là ở cái đồ thị URPD đang phân bổ đều quanh cái khu vực là từ 36 cho đến 38 nghìn và điều này cho thấy rằng là các cái nhà đầu tư đu đỉnh ở cái mức ôn tham hai sáu mươi chín nghìn của của bitcoin hồi năm ngoái ấy. hiện tại là họ đang bắt đầu có cái dấu hiệu là bán cắt lỗ và hơn một nửa cái lượng bitcoin được mua vào tại cái vùng giá 60 nghìn đang được bán ở trong giai đoạn mà giá của bitcoin chỉ ở ngưỡng là 35 và 38 tám thôi và điều này cho thấy rằng là các nhà đầu tư vẫn mua vào ở cái mức giá cao trong cái thời điểm FOMO và năm ngoái hiện tại họ đang không chịu được áp lực và họ đang bắt đầu cắt lỗ khi mà hiện tại là họ đang gần như là chia hai đúng không ạ và các bạn có thể thấy là cái việc này thì cũng đang là cái ý đồ của những cái market maker muốn ở trên thị trường và họ sẽ muốn là những người nào mà đu cao sẽ cắt dần cắt dần họ sẽ thu thu mua gom lại và đến thời điểm thích hợp thì họ sẽ đẩy giá lên cao đó. Và cái biểu đồ tiếp theo mà chúng ta sẽ cần quan tâm đó chính là cái mức lãi lỗ dòng thực tế trên thị trường. Cái chỉ báo này thì cho thấy rằng là cái lợi nhuận hoặc là cái lỗ dòng của tất cả các đồng coin đang được chuyển đi và cái dấu hiệu đáng mừng là hiện tại cái chỉ số này đang báo lãi. Tuy nhiên thì mình nghĩ là với cái mức hồi phục của Bitcoin trở lại cái vùng 44 thì phần lớn cái khoản lợi nhuận này là đến từ những cái người mà mua Bitcoin trong cái giai đoạn vào ngày 24 tháng 1 và 24 tháng 2 khi mà Bitcoin chạm lấy ở khu vực 33.000 và rất có thể là một bộ phận những trader lướt sóng sẽ bán ra ở cái thời điểm hiện tại. À, trong khi đó thì những cái người mua vào ở cái mức giá cao hơn thì hiện tại họ vẫn đang kỳ vọng vào cái nhịp hồi này và sẽ à, chưa vội vàng thoát hàng ngay lúc này. <laughs> và ngoài ra thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ khối lượng những cái lệnh chọt Bitcoin future đang được thanh lý thì khoảng thời gian gần đây đang có cái sự uh, tăng nhẹ tuy nhiên thì cái mức tăng này uh, không phải là quá đáng kể nếu mà chúng ta so sánh với những cái biến động trước đó khi mà thị trường có những cái tín hiệu hồi phục thực sự qua đó thì bản thân mình cho rằng là cái đợt phục hồi này của Bitcoin không phải là để kill những cái lệnh trọt ở trên thị trường phái sinh và thay vào đó rất có thể cái lực tăng này là đến từ những cái nhu cầu thực tế của những cái nhà đầu tư ở trong cái giai đoạn này của thị trường. Một số những cái yếu tố sau đây mình cho rằng là ủng hộ cho cái đợt tăng trưởng này của Bitcoin yếu tố thứ nhất đó là hiện tại thì các bạn có thể thấy là cái xu hướng chấp nhận và thích nghi tiền điện tử đang à, giao tăng rất là cao. Điển hình như là việc eBay cũng đã bắt đầu lên kế hoạch chấp nhận là thanh toán bằng những cái khoản tiền điện tử. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái khía cạnh tâm lý trong cái cuộc khủng hoảng của Ukraine đúng không, đang làm cho những cái ưu điểm của Bitcoin à, đang trở nên nổi bật hơn và bitcoin hiện tại họ đang sử dụng là để quyên góp à, những cái khoản tiền từ bên ngoài à, trong cái giai đoạn chiến tranh này và cái mạng lưới blockchain cũng như là tiền điện tử phi tập trung hiện tại đang rất là phù hợp trong cái bối cảnh khủng hoảng hiện tại của ukraine và chính điều này thì cũng làm cho tâm lý của các nhà đầu tư à, tăng lên và cũng có thể là đã hỗ trợ một phần cho cái xu hướng tăng trưởng vừa rồi và những cái tình hình hiện tại của ukraine thì nó dẫn tới à, một việc là các nhà đầu tư họ đã bắt đầu coi bitcoin như là một cái loại Uh, tài sản có thể là sẽ trú ẩn trong cái giai đoạn mà uh, thị trường ở thời điểm đó của đất nước đó nó đang có những cái biến động uh, rất là uh, ngắn hạn. Mặc dù đây là một cái điều tốt về dài hạn nhưng mà cũng có thể uh, dẫn đến những cái tiêu cực trong ngắn hạn và nhắc đến cái tình hình giữa nga và ukraine thì các bạn có thể thấy là thời điểm hiện tại những cái lệnh trừng phạt của những cái nước phương tây hiện tại bắt đầu có những cái tác động tương đối mạnh cho đến, đến nền kinh tế của nga khi mà đồng rút của nga đang liên tục mất giá và thậm chí là ở thời điểm hiện tại tổng vốn hóa của bitcoin đã vượt quá nguồn cung của đồng rút nga và để ngăn chặn cái tình trạng mất giá của đồng rúp thì ngân hàng Trung ương Nga đã phải nâng cái mức lãi suất lên gấp đôi từ mức là 9,5% lên mức 2%. À, tuy nhiên thì điều đó là không đủ để mà ổn định lại tình hình. À, tâm lý người Nga hiện tại họ đang không giữ được sự bình tĩnh khi mà họ đang bắt đầu đổ xô đi rút tiền mặt và hiện tượng bank run đang bắt đầu diễn ra với quy mô lớn. À, ngân hàng Trung ương Nga hiện tại họ đã phải tăng cái lượng tiền cung cấp cho các máy ATM khi mà cái lượng rút tiền mặt đang đạt mức cao nhất trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây và trong cái bối cảnh đồng rút mất giá như vậy thì người dân nga họ sẽ bắt đầu tìm kiếm đến những cái tài sản trú ẩn khác và trong đó à, rất có thể sẽ là bitcoin và crypto và cái khối lượng giao dịch cái cặp bitcoin trên rút của nga đang tăng một cách chóng mặt trong ngày gần đây và không chỉ có vậy thì cái mức phí bảo hiểm cho cái cặp tiền bitcoin rút cũng đang tăng khoảng 16% so với cả mức trung bình trên toàn thế giới và không riêng gì Bitcoin mà cái khối lượng giao dịch của cặp USDT và RUB cũng đang có cái xu hướng là tăng trưởng rất là mạnh và một cái báo cáo đã được Crypto Compare đưa ra cho thấy rằng là cái khối lượng giao dịch cặp USDT và RUB chiếm đến khoảng 2% tổng khối lượng giao dịch USDT trên toàn thế giới trong những ngày qua trong khi đó thì cái số lượng địa chỉ ví Bitcoin nắm giữ từ 100 cho tới 1.000 Bitcoin bất ngờ có một cột tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong vòng 10 tháng trở đây và rất là nhiều người hiện tại đang đặt ra một cái giả thuyết cho rằng là các cái tỷ phú và giới nhà giàu nga hiện tại họ bắt đầu chuyển tiền mặt và chuyển tài sản của mình sang bitcoin để né tránh những cái lệnh trừng phạt và đóng băng tài sản ở do phương tây áp đặt tất nhiên là chúng ta không thể nào mà chắc chắn về cái giải thuyết này nhưng mà mình cho rằng là ở ờ, đến ở cái thời điểm hiện tại thì đó cũng là một cái giả thiết mà tương đối là là hợp lý ở cái thời điểm này đúng không ạ? Và không riêng gì người Nga thì cái nhu cầu mà nắm giữ tài sản điện tử của người dân Ukraine hiện tại cũng đang có cái xu hướng gia tăng. Khi mà người dân này họ đang lo ngại cái hệ thống ngân hàng của trong nước có thể là sẽ sụp đổ trong tương lai ngắn. Theo một cái research cho biết rằng là cái khối lượng giao dịch tổng Bitcoin và USDT bằng tiền của Ukraine hiện tại cũng đang tăng đột biến và thậm chí là cái khối lượng giao dịch Bitcoin đã tăng gấp 3 lần trong vòng 24 giờ và có thể thấy là trong cái điều kiện chiến tranh đe dọa đến cái khả năng hoạt động của hệ thống tài chính truyền thống thì nhiều người đang xem crypto sẽ trở thành một trong những cái lựa chọn để họ có thể đảm bảo cái tài sản của mình và khi mà tình hình chiến sự có thể tiếp tục diễn ra và khó đoán thì mình cho rằng là cái xu hướng chuyển tiền mặt sang crypto nó sẽ vẫn còn được tiếp diễn trong cái thời gian tới Ok thì đó là một số những cái phân tích của mình về những cái thông tin cơ bản Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại những cái thông tin ở trên cái nhà đồ thị thì uh, hiện tại các bạn có thể thấy là trong vòng 3 ngày qua là chúng ta đã tăng uh, có mức tăng là 18% uh, lên cái khu vực là 44.000 đô đúng không ạ? trong những cái video phân tích trước, trước thì mình cũng đã uh, chia sẻ với mọi người là bản thân mình hiện mình đang kỳ vọng cái uh, biết coi sẽ có một cái sóng hồi lên vùng tầm trên 50.000 cho cái lần hồi này. Hoặc mình đang chưa dám kỳ vọng rằng là chúng ta sẽ uh, đảo chiều và có thể gọi là tăng quay trở lại cái đỉnh cũ thực sự bây giờ mình chưa kỳ vọng như vậy nhưng mà À, cái xu hướng hồi lại thì mình đang tương đối là là, là kỳ vọng và hiện tại nó cũng đang có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là cái xu hướng này nó đang cũng đang đi tương đối là chính xác đúng không ạ? Và các bạn có thể thấy là cái phản ứng của đồ thị với cả cái logarit cái cái giải logarit tăng trưởng hiện tại là tương đối là tốt. À, khi mà thanh niên tuần vừa qua nó đã vượt qua được cái vùng kháng cự cứng là mức 40.000 để quay trở lại vùng Fibo 0.236 Tức là tương ứng với cả vùng giá và đây là cái khu vực kháng cự quan trọng của Bitcoin trong ngắn hạn và nếu như nến tuần này có thể đóng cửa bên trên cái vùng giá này thì sẽ là cái tín hiệu tương đối tốt cho thị trường. À cái kịch bản đẹp nhất có thể diễn ra đó là giá nó sẽ xác nhận phá vỡ cái mức kháng cự 44.000 và tiến đến kiểm tra lại cái khu vực 46 cho đến 48 và sau đó sẽ là cái mức Fibo 0.382 là cái mức mà mình bản thân mình đang tương đối là kỳ vọng tức là vùng giá tầm khoảng 56.000 thì cái điều này về lý thuyết mình cho rằng là hoàn toàn khả thi khi mà các bạn nhìn vào cái mô hình hai đáy hình thành hình chữ V kép mà giá nó đang được hình thành trong khoảng thời gian gần đây và nếu đồ thị giá phá vỡ cái mức kháng cự này thì theo cái chiều cao của mô hình thì Bitcoin có thể đạt tới cái mức target là tầm khoảng gần vùng 56.000 tất nhiên mình đang nói là đây là kịch bản đẹp nhất mà có thể xảy ra và bản thân mình cũng đang hy vọng là cái kịch bản này nó sẽ à, tiến tới và mình vẫn đang à, tương đối là đặt niềm tin vào cái, cái kịch bản này. Yeah. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái tín hiệu của NVT và Surf RSI ấy, thì các bạn có thể thấy là cái xu hướng tăng trưởng nó đang được giữ khá là tốt. Cái chỉ báo NVT hiện tại tiếp tục giữ được màu đỏ thể hiện rằng là cái xu hướng tăng trong khi RSC cũng đang vượt lên trên cái khu quá bán và bắt đầu có cái xu hướng là dốc lên. Và tóm lại thì trên khung tuần thì những cái tín hiệu nó cũng đang tương đối là là tích cực trong những cái tháng ngày ảm đạm vừa rồi và có khả năng cao là cái sóng tăng này của Bitcoin nó không phải là một cái sóng tăng để kêu những cái lệnh short như mình đã uh, chia sẻ cho mọi người và có thể đến nó đến từ cái tình hình kinh tế chung của thế giới nó dẫn tới cái sóng tăng như vậy và mình đang kỳ vọng là cái sóng tăng này nó sẽ tiếp tục tăng tiếp cho nó chưa uh, dừng lại ở cái khu vực uh, 44.000 thì chúng ta sẽ cùng chờ xem. Ok đó là những cái thông tin ở trên khung tuần còn bây giờ là ở trên khung daily thì mình sẽ cập nhật cho mọi người một số những cái thông tin trên chặt đồ thị để các bạn có thể có cái kế hoạch để các bạn đánh ra swing hoặc các bạn đánh future và margin trong những cái ngày tới. Thì một trong những cái tín hiệu đáng chú ý đầu tiên ở trên khung ngày đó là việc đồ thị giá nó đã cắt lên trên cái đường MA50 màu xanh dương. Và đây vừa là đường xu hướng trong ngắn hạn, vừa là đường kháng cự của đồ thị giá trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy thì cái tín hiệu breakout thành công đường MA50 có thể xem là một cái tín hiệu tốt trong ngắn hạn. À, hiện tại thì đô thị giá đang có cái dấu hiệu là hơi chững lại tại cái khu vực kháng cự 44,5 đến 45,5 năm À trước đó hồi tháng 2 thì đô thị giá đã hai lần hình thành đỉnh tại khu vực này. Nếu mà Bitcoin vượt qua được cái mức kháng cự là 45 ngàn năm thì nó sẽ tạo ra được một cái đỉnh mới cao hơn cái đỉnh trước đó. Thì hiện tại thì giá nó cũng đang có hình thành cái đáy cao dần lên thế nên là nếu mà thêm à, đỉnh cao dần thì nó cũng sẽ tạo nên một cái cấu trúc gọi là tăng trưởng bền vững hơn cho cái đà phục hồi này. Nhưng mà các bạn phải lưu ý đến cái khu vực là 45.000 sẽ là một cái khu vực kháng cự cứng và chúng ta hoàn toàn có thể có một cái nhịp điều chỉnh giảm khi mà chúng ta test lại cái khu vực này trước khi mà break out ra phía lên trên thành công. Thì trong cái trường hợp này thì các bạn phải lưu ý trong những ngày tới hoàn toàn chúng ta sẽ có thể là có cái nhịp điều chỉnh về cái vùng giá là 41 cho đến 42 tức là test lại cái vùng EMA 50 trước khi mà chúng ta có uh, những cái sóng uh, uh, tăng lên mình tin rằng là khi mà break qua khỏi cái vùng 45 000 thì chúng ta sẽ có một cái nhịp tăng uh, tương đối là tốt và hoàn toàn có thể tiếp cận được đến gần cái khu vực uh, 50 ngàn chưa thì đó là những cái uh, xu hướng ở trên khung daily mà các bạn có thể là tham khảo ok vừa rồi là những cái thông tin mà mình muốn update cho các bạn ở trong cái video ngày hôm nay hy vọng là thông tin của video cũng sẽ giúp cho các bạn có những cái kế hoạch phù hợp để mà các bạn có thể giao dịch trong thời gian tới à, và và với những cái bạn mới các bạn hãy nhớ là subscribe kênh youtube cũng như là follow uh, trên channel telegram để các bạn không bỏ lỡ bất cứ những cái tín hiệu những cái thông tin nào trong thời gian này hiện tại là cái giai đoạn mà thị trường đang hết sức là biến động và các bạn phải cập nhật thông tin một cách thường xuyên nếu như các bạn uh, muốn có được những cái gọi là kế hoạch giao dịch tốt nhất uh, ok cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau xin chào